Ngày 26 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án người dùng ví điện tử lợi dụng lỗi hệ thống để rút trộm tiền của công ty dịch vụ. Bị cáo trong vụ án là Trương Hồng Quân, 34 tuổi và Trần Công Minh, 31 tuổi, cùng ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Theo cáo trạng, công ty cổ phần cổng thanh toán ngân lượng là đơn vị được cấp phép thanh toán trung gian như dịch vụ cổng thanh toán điện tử, hỗ trợ thu chi hộ, ví điện tử. Trước đó, Trương Hồng Quân truy cập vào hệ thống ví điện tử của công ty ngân lượng, phát hiện hệ thống ví điện tử và thanh toán trung gian có lỗ hổng ở phần chuyển khoản nhận ngay. Lúc này, quân nảy sinh ý định làm giả của pháp tin nhắn chuyển tiền để nạp tiền vào ví cá nhân rồi chiếm đoạt. Cụ thể, Quân đăng nhập vào ví điện tử, nhập nội dung chuyển tiền là đoạn ký tự mà công ty ngân lượng cung cấp nhưng sửa thời gian, số tài khoản chuyển tiền và số tiền được cộng thêm trước đoạn ký tự mặc định. Do hệ thống bị lỗi nên tiền từ tài khoản ngân hàng của công ty ngân lượng chuyển vào ví điện tử của Quân. Sau đó, Quân rút tiền của ví điện tử về tài khoản ngân hàng liên kết của mình để chiếm đoạt. Do công ty ngân lượng giới hạn số lần và số tiền được rút, Quân đã mượn thông tin của bạn bè để tạo tài khoản ví điện tử và giờ rút tiền. Quân cũng hướng dẫn Trần Công Minh cách chiếm đoạt tài sản bằng Thủ đoạn này, ngày 7 tháng 10 năm 2022, công ty này đối soát tài khoản, phát hiện tiền trong ngân hàng của công ty lệch so với giao dịch trong ví điện tử. Sau đó công ty kiểm tra thì thấy có gần 20 giao dịch chuyển tiền của 6 tài khoản ví điện tử không trùng khớp với tin nhắn chuyển tiền, sai lệch gần 1,3 tỷ đồng. Chỉ trong 2 ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2022, quân dụng 4 ví điện tử thực hiện bị hai giao dịch chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng, trong đó rút được gần 718 triệu đồng. Minh tạo lập hai ví điện tử, thực hiện 4 giao dịch chiếm đoạt 165 triệu đồng, trong đó rút được 114 triệu đồng. Số tiền còn lại, công ty ngân lượng phát hiện và giữ lại, nên hai bị cáo không rút được. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Hồng Quân 7 năm tù, Trần Công Minh 2 năm 6 tháng tù, cùng tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.